Điện thoại Việt Nam tiếp tục gieo trái đắng cho Malaysia trong trận đấu vòng loại World Cup ngay tại sân Mỹ Đình. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Quang Hải. Ngay sau trận đấu, trên cổng thông tin điện tử Naver của Hàn Quốc đã có khá nhiều bài báo viết về chiến thắng này. Phía dưới, hàng loạt cổ động viên xứ sở Kim Chi cũng đưa ra những bình luận biểu lộ sự hào hứng khi điện thoại chúng ta giành chiến thắng. Tuyệt thật, thầy Ba lại giúp Việt Nam chiến thắng rồi à. Tôi cứ có cảm tưởng từ khi ông ấy dẫn dắt thì đội bóng ấy chẳng mấy khi thua vậy, cứ đọc tin là thấy thắng, kỳ diệu quá, một cổ động viên viết. Lúc đầu tôi còn nghĩ bóng đá Việt Nam xịt lắm cơ, khi thầy Ba dẫn dắt thì thế hệ biết thêm một chút, đã vậy lại thích theo dõi người ta thi đấu. Việt Nam cố lên nhé, cổ động viên khác bày tỏ cảm xúc. Quang Hải khiến người Hàn cũng phải suýt xoa. Hy vọng giấc mơ quê cuồng của họ được thực hiện. Thầy Ba hãy tiếp tục dùng phép màu để giúp sức họ nào. Chẳng biết nếu lọt vào quê cuồng thì không khí ở Việt Nam sẽ sôi động đến thế nào nữa, một bình luận được viết. Tôi đang tự hỏi họ có bí quyết gì không mà cứ thắng tằng tằng như vậy nè. Việt Nam bình kém cỏi có phải là một đội bóng mạnh ở Đông Nam Á hay là khi thầy Ba dẫn dắt thế hệ như thế vậy? Một cổ động viên đặt câu hỏi. Sức mạnh phòng ngự của Việt Nam xuất sắc, vẫn rất hài lòng với Quang Hải. Hy vọng họ sẽ xuất sắc đi tiếp để hiện thực hóa ước mơ. Thật là, từ khi ông Ba dẫn dắt tôi thậm chí còn biết tên cầu thủ Việt Nam cơ đấy, một cổ động viên Hàn Quốc hài hước. Malaysia đá không tệ đâu, họ cũng mạnh đấy nhưng Ba Hang Seo là ai cơ chứ? Chúc mừng chiến thắng của điện thoại Việt Nam, cổ động viên khác bình luận. Đúng là phiên bản sắc Việt Nam, hôm nay tôi lại thấy người ta tụ tập đông đúc xem bóng đá. Không khí thật bùng nổ, cảm giác cứ như họ đang chơi giải lớn chứ không phải vòng loại vậy, một dân mạng khác.